Câu hỏi của Hoài Thịnh Võ: nếu nợ tiền một người nào đó mà chủ nợ đó đã chết thì làm sao trả được? Làm thiện hồi hướng công đức cho người đó có trả nợ được cho người đó hay không? Nếu người mượn nợ mình qua đời thì làm gì để giúp họ trả được nghiệp? Trong trường hợp chủ nợ đã qua đời, việc trả nợ nếu có lòng không có khó. Chủ nợ có thể có vợ chồng, có anh chị em, cha mẹ, con cái. Thì người có trách nhiệm đó sẽ trả cho những người thuộc về nhóm kế thừa một, chứ đừng có trả cho một người. Nói ví dụ như chủ nợ của mình là người chồng ở trong một gia đình nào đó, khi ông ấy chết thì kế thừa một gồm có vợ nè, rồi cha mẹ của ông ấy nè, anh chị em ruột của ông ấy nè, như tất cả gộp lại là có 10 thành viên đi. Thì chúng ta phải đem cái khoản nợ đó trước mặt 10 thành viên đó là một cái công chứng rằng từ ngày mấy tháng mấy này tôi tên gì đó, trước đây mượn của ông mà đã qua đời tên gì đó với một cái khoản tiền như thế, và bây giờ tôi xin trả, và tới về sau không còn thiếu nợ nữa. Những khoản tiền đó theo luật định đó, sẽ được chia đều cho 10 người thừa kế. Còn đối với trường hợp á, người khác mượn nợ mình mà họ chết thì làm sao để chuyển nghiệp? Cái việc chuyển nghiệp đó là hết cơ hội rồi. Đang lúc còn sống không chịu trả nợ thì lúc chết đó, thì họ mang cái mắc nợ đó đi theo với kiếp sau, không có sám hối gì mà có thể kết thúc được cái đó. Thì về vấn đề nhân quả đó, khi muốn chuyển nghiệp, và tôi đã có rất nhiều bài giảng phân tích vấn đề này, nghĩa là mình phải gieo vào trong cuộc sống hiện tại này đó những hành động thiện ích đối lập với các nghiệp xấu trong quá khứ. Tôi nói ví dụ như một người chết đó, khi còn sống đó, mắc nợ ông A 5 triệu đồng vào năm 2000, và bây giờ ông ấy chết thì cái nợ đó nó không chỉ dừng lại ở con số 5000 đâu quý vị, 5 triệu đồng đâu. Vì 5 triệu thời đó nó cao, còn 5 triệu bây giờ nó rất là thấp. Đó chưa nói đến vấn đề mà phát lãi, phát sinh lãi. Là nếu như người ta bỏ vào trong ngân hàng thì 5 năm qua ta đã đạt được cái phần mà tiền lời rồi. Còn vì mình mượn mà mình không trả thì cái khoản đó nó bị mất đi. Cho nên lúc mà người đó chết thì dầu cho thân bằng quyến thuộc có thay mặt cho người thiếu nợ lại Phật 1 tỷ lại, 100.000 tỷ lại, thì cái nghiệp thiếu nợ đó vẫn còn nguyên. Thì để giải quyết nợ cho người này đó, thì người thân nếu phát hiện ra người chết trong gia đình của mình đã từng thiếu nợ ai đó một khoản tiền, thì lấy cái tài sản để lại của người đó trả cái khoản nợ đó, còn phải làm theo thủ tục pháp lý đàng hoàng để sau này không có cãi, không có bị phủ định. Thì lúc đó nợ của người chết đối với người còn sống nào đó được xem là khép lại. Đó là chuyển nghiệp. Qua câu hỏi. Như vậy khi chúng ta chọn giải pháp làm việc thiện để hồi hướng công đức, để thay thế cái nợ của mình thiếu cho một người nào đó là không cần thiết. Trường hợp nào mà người đó không còn người thân nữa, hoặc mình không biết người đó bây giờ đang lang bạt ở đâu, sống ở chỗ nào, và cũng không bao giờ biết được mối quan hệ người thân đó còn sống hay không, thì lúc đó quý vị có thể làm những việc công ích và nhân danh cái người mà mình mượn nợ trước đây để làm.
bằng với cái số mà mình đã thiếu nợ, quy đổi theo cái giá trị hiện tại. Thì nghiệp mắc nợ đó mới được khép lại. Trong kinh điển đó, Đức Phật nói rất là nhiều lần, người mắc nợ không thể sống an lạc được. Cho nên nó có một cái khái niệm đó, hạnh phúc do không thiếu nợ. Người thiếu nợ luôn luôn bị đè nặng cái cõi lòng, và do đó sống theo luật pháp hiện tại đó, chúng ta nhớ đừng tài lanh làm thay thế chức năng của ngân hàng. Bởi vì những người không có tiền đó và họ không có điều kiện gì để chứng minh rằng họ có đủ khả năng để thanh khoản cái khoản nợ mà họ dự kiến vay từ ngân hàng, cho nên mình đứng ra mình cho mượn hay cho vay thì cái rủi ro rất là cao, đã không có khả năng trả đòi đó thì mất luôn người bạn đó. Cho nên ai muốn mất bạn nhanh đó, thì cứ cho bạn mượn nợ, sau thời gian mất bạn luôn. Người ta không trả tiền được, gặp nhau ngại, cho nên nỗ lực hoặc là cố tình cắt đứt mối quan hệ để quỵt nợ. Tình trạng đó nhiều lắm quý vị. Còn nếu chúng ta là người có điều kiện, gặp người thân của mình rơi vào hoàn khó khăn, những gì chúng ta giúp được thì cứ giúp, những gì tặng biếu được thì cứ tặng biếu. Còn vay nó thuộc về chức năng của ngân hàng, gọi là các dịch vụ cho vay. Còn mình là người dân sự thì không nên lạm dụng vào điều đó. Còn muốn giúp đỡ ai thì chúng ta có tinh thần bố thí ba la mật theo cái điều kiện cho phép của mình, để khỏi phải mất những người thân, mất những người bạn mượn nợ mình.